Đó. Trong xuôi. Ngon xôi. Ngon quá. Ấm này giòn lắm Út. Chút thôi. Mang chút xíu qua trứng nè. Nhìn cái lứa con nào cũng phải nhiều lẻ nữa ha. Chào cả nhà nha. Bữa nay mình ăn cá rô nè, cá rô non mình chiên giòn. Trứng luộc mình trứng là mình sẽ luộc lên ha. Mình dằm với nước mắm, mình chấm với rau muống, mình ngâm dưa nè. Giờ cá này mình sẽ ướp nha. Mình ướp chút xíu bột ngọt với một chút xíu muối luôn nha. Mình cho vào luôn. Giờ mình trộn đều lên cho nó thấm nha. Trong thời gian chờ cá thấm mình sẽ đi luộc hột vịt. Giờ mình trộn dưa chua nha. Mình cho đường vào nè. Cho tỏi ớt vào luôn. Xong mình trộn lên cho nó thấm, cho thấm đều. Dưa này hơi chua nên mình cho đường nhiều một chút nha. Mình trộn xong cho nó thấm, mình để rồi mình đi chiên cá nha. Chảo mình nóng mình cho dầu vào. Mình cho cá vào luôn nha. Dằn quá trời dằn luôn. Mình sẽ xa chút con ơi. Là bánh nhan sắc. Cá này cá lộn xộn. Cá sặc, cá rô, lòng tông. Cá tép nữa. Giòn hả chị? Ờ, sắp giòn rồi. Thơm út kiều. Thơm quá chị ba. Thơm quá. Biết cá này ai bắt không? Em nhìn bà bắt. Hay quá ta. Trời, mới bắt đó mà. Vậy cũng có ăn ha, điên chút xíu cũng có ăn nè. Ở quê mà, điên chút xíu cũng có ăn. Chiên cho nó giòn giòn luôn ha. Giòn ăn nó mới ngon chứ. Giòn nó không có xương. Cá giòn ngon rồi. Cái này nó giòn dữ rồi chị. Giòn lắm rồi, ta vớt này chín nè. Mình vớt ra mình luôn rồi đó. Vớt ra mình giờ ăn cơm ha. Giòn lắm luôn á, giòn tới xương, giòn luôn á. Trứng mình luộc chín rồi nè. Mình lột nha. Dùng nước mắm ăn. Sao không chị? Dùng nước mắm nè, chấm rau. Không có móng tay, khó lột. Từ lúc mình làm YouTube tới giờ mình cắt móng tay chùi lũi hết trơn.
trứng vịt ngon dễ sợ. Đây là trứng cuối cùng, mình luộc 5 trứng. Mình lột á, mình lột trứng có nước nước như nè, dễ lột. Đó. Trong xôi. Trong xôi. Gà mình cũng đã thấm rồi nè, giờ mình gấp ra nè. Giờ muốn ruộng thì mình ngắm này giòn lắm Út. Giờ mình pha nước mắm hột vịt nha. Mình có tỏi, ít tỏi, ớt, ít đường nha. Mình cho nước mắm vào luôn nè. Nhiều nước mắm nha, mình chấm. Xong mình cho ít chanh nha. Chua chua, ngọt ngọt, cay cay. Mình cho nước mắm vậy, nước mắm đơn giản vậy chứ thấy ngon lắm à. Mình dằm hột vịt vậy là ngon lắm á. Hột vịt mình cắt ra làm tư rồi nha. Bây giờ mình cho vô dĩa nước mắm luôn nè. Ngon quá. Mình hấp dẫn rồi chị ba. Bữa nay mình ăn vậy đó, thanh đạm ha. Để đói bụng hả? Rồi giờ gia đình mình ăn cơm. Hai, chào cả nhà. Hôm nay đồ ăn mình làm xong rồi, giờ mời cả nhà cùng dùng cơm với gia đình mình nha. Hôm nay nhà mình ăn đơn giản thôi cả nhà ơi, có gì ăn đó cả nhà ơi. Không vậy là ngon rồi anh ơi. Bữa nay đi ấy cái bắt được mấy cái dũng nè. Cái này chiên giòn luôn rồi đó. Chiên giòn chấm này nó mới béo nè. Chấm với trứng nè. Chị Phương muối còn mặn rồi, không còn chấm nữa. Có muối à, muối mặn mặn. Cái này với cái muối bữa mình lột kinh bức nè. Bữa bắt hến mình bắt á, cái em ngâm tới giờ này chua. Giòn à. Giòn lắm. Rồi muối ruộng á, mình ngâm vậy nó ngon hơn. Có kiểm đường thơm quá ha. Rồi muối ruộng mình ngâm nó giòn hơn, rồi muối mình trồng ha. Giòn hơn. Để ngon hơn. Để mà ăn mặn cái. Mặn không? Mặn. Mặn thịt. Mặn nồi. Mặn nồi. Rồi giờ dịch nó cho động cho nhóc á, bán trứng nhóc luôn. Rồi sợ hết trứng. Cái rồi chiên tới giòn xương luôn. Em ăn thử. Cái này muối vừa ăn là khỏi chấm được. Dưa này chỗ không ngon không? Giòn, nghe gậu gậu. Này em ngâm xong rồi em dắt nước mới trộn tỏi ớt. Chua chua vậy, ăn ngon. Chấm dầu vịt béo béo. Mặn cái nữa. Da mày ngon quá. Chua chua dễ ăn. Đang đói nữa. Giòn đã thiệt chứ. Như món trứng này, nghe món em thích gì ta? Thích ăn nhiều đi cơ. Thích ăn nhiều đi cơ. Ngon quá. Chị thích món rau nè. Trứng luộc với măng ngon. Anh ở nhà thường thường anh không có đồ ăn á. Có trứng nhà anh cũng làm gì nha. Chứ trứng là trứng không à? Dễ ăn. Như món này của anh ba cũng thích. Đơn giản. Người trứng anh dặm mắm ngừa ăn. Chị Kiều ăn tét khỏi cái xương luôn Kiều. Dạ. Bắt cá dũng có gì cá gì ăn cái đó nha. Tép có xương. Tép ngon quá. Không, tép nó không có xương mà tép nó có gan. Tép có gan không?
không ta? Không biết. Không kìa. Em ở đó em không gặp. Bữa nào mình khám phá nó không nữa. Dạ. Rồi nhỏ nhỏ trứng thật ha. Béo. Để cái gô đồng không lớn nổi hả? Chút chút thôi. Mang chút xíu qua trứng này. Nhìn cái lứa còn nào phải nhiều lẻ nữa ha. Ừ. Bánh một xíu rồi, cũng có trứng rồi. Tôi có bé còn có trứng. À, chị bán nó lên cho. Cái bánh gì? Anh ăn thèm chết luôn, ăn cái cá này nè, nó giòn. Ừ. Mua chút xíu mà nó giòn, tới xương luôn. Anh Thoái ăn cá chiên nè, thấy ăn thèm. Đang đói bụng không? Ừ. Còn rất kêu quá. Ăn mặn thấy sợ rồi. Diễn tả rồi coi. Ở không nửa cái trứng rồi mà để cho miệng nhai trời. Cảm giác ra nó mặn cả năm ăn rồi. Mặn mồi không? Nửa không nguyên cái rồi. Tới chiều để rồi. Mặn không? Mặn không? Cảm giác nó mặn không? Ừ, nó sống rồi, nó thơm ha. Ngon. Mình khoái ăn sống vậy hơn nó chín. Với chua này ngon. Ngon quá. Đấy, người ta khen hết rồi. Ô khen. Mình ăn sao, mình khen sao. À, ngon thiệt. Anh Kinh còn nhóc luôn á, bữa nào bứt gì anh ngâm nhiều nhiều, bỏ để dành ăn thôi. Không nặng đâu, muốn ruộng này nó giòn ghê. Không thể rậu 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 rậu. Để lúc đang. Cá chiên này giòn. Anh muốn chua chua cái cay. Rồi muốn ngon nhờ người ngâm nữa nè nha. Nhờ người chế biến. Ngon quá. Con nhận cá mình nè. Cái xương nó giòn luôn. Ở quê á, muốn ăn cá này em bắt quanh năm suốt tháng lúc nào cũng có vô. Không thiệt á. Nhiều loại là có. Đây, mình không làm cái lưới dày á, mình kéo mấy cá đồng tâm á. Bữa nào kho ăn nó ngon. Trứng ăn đảo quá. Cái dùng nhỏ nhỏ nha. Cá càng nhỏ kho ăn càng béo. Cái này hơi mặn không ta? Trứng hơi mặn hả chị? Ôi mặn quá. Mặn quá ăn nhín nhín thôi. Chị ba mặn quá ăn nhín nhín rồi, em mặn quá ăn nguyên cái luôn. Ơ gọi là ăn mặn. Mặn ớt nữa cay thiệt. Con xanh mà cũng cay nữa. Ừ. Thử ra cay không? Ừ, ăn gọi chuyện người ta. Sao không cho vợ gì mà cho vợ ớt? Gần cao ớt à. Bây giờ mà ớt chín này cũng cay rồi nè. Cái đó nó cay á. Để giờ Thư Phương thử cái đó. Vậy có con chồng thường hết sức. Thường đó mà hơi học. Ăn nửa trái ăn uống không nổi luôn. Nhầm trái sao? Út Kiều, Kiều ăn bằng cái trái luôn kìa. Nhìn Út Kiều biểu diễn nè. Kiều cắn cái Kiều nút trọng không à? Bên đâu có cay? Nhài không nhài? Nha. Ăn ớt mà không nhài anh. Thằng sớm bới dùm chén cơm. Bới chị ba nữa. Dữ vậy? Mà chị ba ăn cơm ngon quá. Hai chén thì còn ăn thêm được nữa. Bấy là mấy nửa chén rồi. Sao mà bới chậm nữa. Rồi. Nhiều rồi đó. Bới cho chén cơm ăn nóng thở luôn. Rồi. Cảm ơn nhé. Nước ngủ cũng còn cay quá.
cá quay đây. Chị Phương chỗ này cay nữa nè. Phải rồi. Chỗ mày dụng như vua cay. Cay đâu cay, nãy giờ anh ăn thấy có gì đâu có ai cay của mình anh cay. Không ai thà hết trơn, có mình anh thà. Ừ. Cay dở à. Úp ăn cay không Úp? Em có ăn ớt đâu cay. Chán thì chứ. Này. À, ăn trứng ăn trứng nghe nè. Có. Có. Ăn trứng ăn trứng thì không ăn em ăn ạ. Em mời vậy thôi không ăn em ăn. Mình phải ăn vừa chua. Ngon quá. Vừa chua thấm nó sợ rồi. Ừ. Vừa chua này chị làm 2-3 ngày được không? 2-3 ngày. Ngâm giấm với đường 2-3 là 5 ngày. Ừ. Ngâm muối xong cái ngâm qua giấm với đường. Xong mình trộn lại cái nữa nó thấm. Hết vòng vòng nhà mình kêu quá trời luôn ta. Chắc mưa nữa. Bữa nay hai anh đi bắt à. Ừ. Nhà ta đi bắt bữa đi. Nói rồi chưa biết mất ớt. Kêu hai ông này bắt để hai chị em đi bắt bữa hay hơn. Nói gì chết luôn. Hai em xuống kinh bắt rồi bính cá nữa. Hai anh trên bờ không bắt không biết ớt. Nó sao không biết mắt. Nhìn anh không ra mắt. Mình phải xoay ớt là muốn xoay là xoay đâu không. Ừ. Không có nghề. Nhìn lại hả, đi sâu nhiều khi nhìn thấy con mắt vậy, lại nhìn thấy con cốc. Tức đá đằng cái. Hỏi sao có người đi soi ớt á, về ớt quá trời, người về không có. Ba là ớt, chơi đi rồi kiếm ớt mà, nghe con cốc đá người ta. Người ta không nằm đó, người ta không có nhúc nhích gì đâu. Chứ người ta đi biết cô xa luôn lại. Băng 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 lại sợ nhảy thấy màu luôn. Thấy mừng quá rồi chạy ghiết 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 lại. Lại thấy ngàn cốc nó ngồi nó dòm mình. Cái cười nữa hả? Cười không? Bà là đó, nó cười lên, cười chụp quê á. Mày non và mềm lắm. Không bắt. Mâm cơm ngày hôm nay của gia đình mình đã ăn xong rồi cả nhà. Gia đình mình chúc cho cả nhà có nhiều sức khỏe và may mắn trong công việc như cả nhà. Bye bye, chào tạm biệt cả nhà. Bye bye, chào cả nhà. Hẹn cả nhà vào clip sau. Bye bye.